trong những cuốn sách trong Cựu Ước có một cái nhìn tích cực về tính dục của con người, hẳn phải là sách Diễm Tình Ca, cũng thường được gọi là bài ca của Salomon. Nếu không có con mắt đức tin để đón nhận lời mặc khải của Thiên Chúa, thì có lẽ nhiều người sẽ liệt kê cuốn sách này vào loại dâm thư. Thật thế, đây là một bài thơ tả chân về một mối tình lãng mạn và đầy nhục cảm giữa đôi trai gái đồng quê. Có thể đây là một bài thơ dân gian quen thuộc, thường được người Do Thái ngâm nga trong các tiệc cưới. Được Thiên Chúa linh ứng, tác giả Kinh Thánh đã dùng bài thơ để chuyên chở sứ điệp của Thiên Chúa về tính dục và tình yêu của con người. Thật thế, dưới cái nhìn của tác giả linh ứng, bài thơ mô tả tính dục và nhục cảm của con người như những thực tại tự chúng là tốt. Chúng ta có thể rút ra hai điểm giáo thuyết nồng cốt từ bài ca như sau. Trước hết, đây là một bài ca thường được hát trong các tiệc cưới. Cho nên dưới cái nhìn của tác giả linh ứng, tình yêu vợ chồng được diễn tả qua sự giao hợp là một điều tốt đẹp. Điểm thứ hai mà tác giả linh ứng cũng muốn nêu bật là giá trị của sự trinh khiết. Cô dâu được mô tả như một ngôi vườn đóng kín, một nguồn suối được đóng ấn. Ngôi vườn ấy chỉ mở cửa, nguồn suối ấy chỉ tuôn trào trong đời sống hôn nhân mà thôi. Những nhận định trên đây đưa chúng ta đến kết luận rằng Cựu Ước luôn quan niệm tính dục của con người như một cái gì tốt đẹp, được Thiên Chúa chúc lành. Nhưng bởi vì tính dục là một quà tặng của Thiên Chúa, mà con người phải đón nhận nó với tất cả trân trọng và trách nhiệm. Nói cách khác, con người phải sử dụng và làm chủ tính dục của mình một cách khôn ngoan và phù hợp với ý muốn của Chúa. Khi tính dục bị lạm dụng, chính con người phải hứng chịu tất cả những hậu quả nặng nề của hành động lạm dụng của mình. Kinh Thánh kể lại hành động ngoại tình và giết người của vua David. Kế đó, người con cả của David là Amnon đã có hành động lạm dụng tính dục với người em cùng cha khác mẹ. Hành động loạn luân này đã dẫn đến một loạt những hận thù và giết chóc trong gia đình hoàng gia. Qua sự kiện này, Kinh Thánh như muốn nhắc nhở rằng, khi con người lạm dụng tính dục của mình, nó phải chuốc lấy mọi tai họa vào thân. Chính vì tính dục là một quà tặng tốt đẹp của Thiên Chúa dành cho con người, mà xuyên suốt toàn bộ Cựu Ước, hôn nhân đã được trình bày như một định chế thánh thiện. Hôn nhân thánh thiện đến độ đã trở thành biểu trưng của giao ước giữa Thiên Chúa và dân riêng. Đây là tư tưởng nền tảng được nêu bật qua hầu hết các sách ngôn sứ. Khi sử dụng hình ảnh này, các tiên tri lại càng muốn bày tỏ cho dân riêng thấy được tình yêu, lòng nhân từ và sự tha thứ vô biên của Thiên Chúa đối với con người. Dùng hình ảnh của hôn phối để nói lên mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người, các tiên tri cũng muốn đưa ra chuẩn mực cho một cuộc hôn nhân đích thực. Đó là một cuộc hôn nhân phải được xây dựng trên chính sự thủy chung. Dĩ nhiên, thời Cựu Ước, quan niệm và cách hành xử của người Do Thái trong đời sống vợ chồng còn bất toàn. Chẳng hạn, người chồng được phép bỏ vợ, đàn bà vẫn còn bị quan niệm là thấp kém hơn đàn ông. Một người đàn ông có vợ, nếu có quan hệ tình dục với một cô gái hay một người đầy tớ, vẫn không bị xem là phạm tội ngoại tình. Trong khi đó, nếu một người đàn bà có chồng cư xử như thế, thì bà ta bị gán cho tội ngoại tình. Những bất bình đẳng này dĩ nhiên phát xuất từ chế độ phụ hệ,
Tuy nhiên, nếu hành động ngoại tình bị lên án, thì điều đó không phải do đòi hỏi của chế độ phụ hệ, cho bằng với chính bản chất và mục đích của tính dục. Cựu ước luôn luôn kết án hành động ngoại tình, vì xem hôn phối như một biểu trưng của chính giao ước giữa Thiên Chúa và con người. Bộ sách được sưu tầm dưới đề mục Khôn ngoan trong Cựu ước, cũng dành phần lớn số trang cho đời sống hôn nhân và gia đình. Bàn bạc trong bộ sưu tập này là những lời khuyên dành cho vợ chồng cũng như thanh niên thiếu nữ. Những người sống đời vợ chồng được khuyên chung thủy với nhau, còn các thanh niên thiếu nữ thì được khuyên tránh những giao du bất chánh. Những cặp vợ chồng như Tobia và Sarah là những mẫu mực cho đời sống lứa đôi. Tự trung, thủy chung là giá trị luôn được Cựu ước đề cao. Những lời khuyên dành cho các thanh niên thiếu nữ về sự trinh khiết là một lời kết án gián tiếp về tà dâm hay quan hệ tính dục tiền hôn nhân. Ngoài ra, Cựu ước cũng kết án một cách mạnh mẽ những sinh hoạt tính dục lệch lạc như giao hợp với thú vật hay đồng tính luyến ái. Cựu ước kinh tởm những lệch lạc ấy, đến độ tên của hai đô thị sa đọa là Sodoma và Gomorrah ngày nay đã gắn liền với những hoạt động tính dục dơ bẩn nhất. Một vài nét sơ lược trong cái nhìn về tính dục trên đây cho thấy Cựu ước là một mặc khải về những chân lý nền tảng về cuộc sống và định mệnh của con người. Tất cả những chân lý nền tảng ấy được soi tỏ trong chính mầu nhiệm của Thiên Chúa, đấng đi vào giao ước với con người. Do đó, đối với người Do Thái trong Cựu ước, tính dục chỉ có thể hiểu được trong ánh sáng của niềm tin vào Thiên Chúa. Đối với họ, tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống con người, cách riêng tính dục, đều là một quà tặng của Thiên Chúa cho con người, để nhờ đó con người thờ phượng Ngài. Sinh hoạt tính dục, do đó, phải được diễn ra như thế nào để trở thành một sự đáp trả vâng phục của con người đối với Thiên Chúa? Nói cách khác, tính dục phải được xem như một cái gì tốt đẹp và thánh thiện. Sở dĩ phải quan niệm về tính dục như thế là bởi vì Thiên Chúa, đấng đã ban cho con người hồng ân sự sống, đã muốn cho dân Ngài phải thánh thiện. Như thế, Thiên Chúa phải được con người thờ phượng bằng một cuộc sống vâng phục, nghĩa là bằng cách tuân giữ những giới răn mà Ngài đã ban truyền vì yêu thương. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần.